Trong video này thì tôi sẽ nói về cái việc chúng ta sẽ tạo cái lưới bay như thế nào cho nó an toàn. Thì cái trang này là trang Flyhub 2 của DJI họ thiết kế ra. Thì chúng ta hoàn toàn có thể import một cái vùng cần chúng ta cần bay vào trong này để chúng ta kiểm tra trước. Đấy, thì khi chúng ta dê các cái con chuột đến từng các cái điểm ở trên này thì chúng ta thấy là đây cái ASL này là cái độ cao so với cả cái mực nước biển. Thì chúng ta thấy là nó có hiển thị cái giá trị độ cao để cho chúng ta nhìn, hoặc ở đây chúng ta có thể bấm sang cái chế độ 3D đấy để chúng ta nhìn xem là các cái vùng bay ở trong cái khu vực bay này là như thế nào để chúng ta có thể thiết kế được một cái vùng bay cho nó phù hợp. Thì cái việc import cái file này vào thì nó rất đơn giản thôi. Đây, nó có cái chữ import này, chúng ta import một cái file KML vào là xong. Sau đó chúng ta bấm vào này, click vào recenter, nó sẽ tự động nó phóng lên đây. Đấy, cho mình tùy biến các cái màu sắc này, chúng ta bấm vào thì đổi thành cái màu đấy. Đấy. Thế còn đây bây giờ là chế độ tạo cái đường bay này. Thì cái đường bay này sau khi tạo xong chúng ta tải được về này với định dạng KMZ, sau đó cho vào trong tay cầm. Đối với các cái dòng thiết bị chuyên nghiệp ấy, là chỉ đến đây thôi, copy vào trong tay cầm là nó sẽ có luôn toàn bộ các cái lưới bay đấy mà chúng ta đã thiết lập. Đấy thì không cần phải phải tạo lại nữa. Đấy, vì chúng ta đã tạo ở đây rồi. Thì trong cái ví dụ này thì tôi sẽ tạo cho các anh chị một cái vùng mà chúng ta sẽ xác định cái độ cao của cái khu vực bay như thế nào cho nó phù hợp để nó không bị đụng núi, và chúng ta sẽ kiểm tra luôn ở trên này xem nó có bị đụng núi hay không. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định cái vị trí đứng này. Thì ví dụ như ở chỗ này chúng ta thấy là cái vị trí đứng của con đường nó kẻ là đến đây. Tuy nhiên là theo kinh nghiệm của chúng ta thì chúng ta có thể xem dựa trên cái bản đồ này hoặc là kinh nghiệm về khu vực này thì chúng ta thấy là có một cái đường mòn đi vào đến tận đây. Thì tôi cho rằng là tôi có thể đứng ở cái vị trí này được, đây loanh quanh đây đúng không ạ, tôi đứng ở chỗ ngã ba này đi. Thì đây khi tôi đặt con chuột ở đây tôi nhìn dưới chỗ này là 65 m, 65 m này. Tiếp theo này, chỗ này tôi dê con chuột đến đây là 198, thì cứ cho là 100 189 cho 185 đi, trừ đi cả cái 65 ở đầu này đúng không ạ, thì nó chênh lệch nhau là khoảng 120 m đúng không ạ. Thì nếu mà trên này nó bằng ấy, và nó cứ chênh lệch nhau 120 m này thì rất đơn giản thôi, thì tôi cứ lấy 120 tôi cộng thêm cho đâu đó cỡ khoảng 100 m nữa là khoảng 220 m là đảm bảo là không đụng núi rồi đúng không ạ. Cây thì cũng chả cây nào cao đến 150 m được đúng không ạ. Đây tôi sẽ dê chuột qua một vòng này này, chỗ này thì thấp hơn 110 này, chỗ này là 198 này. Đấy, dê chuột qua một vòng này. Và thứ hai là tôi có thể lăn chuột, tôi để cái chế độ nghiêng này này. Đây hoặc là cái này. Này, ấn này, 2D, 3D này. Đấy. Thì tôi sẽ nhìn thấy như vậy là cái đỉnh cao ở chỗ này, đỉnh cao nhất là chỗ nào? Đây chỗ này. Đấy thì chỗ này nó sẽ 436 m. Nhưng đây là 436 m là nó so với cả mặt nước biển đúng không ạ? Mà trừ đi cái chỗ này là 65 m đúng không ạ? Thế thì như vậy là tôi để trần bay khoảng 500 m, thì 500 m mà cộng với cả cái 65 này là 565 đúng không ạ, thì chắc chắn nó đã cao hơn chỗ này rồi. Đấy, chắc chắn nó đã cao hơn cái vị trí này rồi. Đây, chỗ này tôi sẽ phải bay ở trần bay là 500 m nếu mà tôi muốn bay ở một trần bay. Đấy, bây giờ tôi sẽ kẻ cái vùng mà tôi cần bay này, tôi sẽ kẻ nó cắt ngang qua hết tất cả các cái chỗ. Đấy. Đây. Nếu bay ở AGL ấy, thì nó sẽ bay theo địa hình thì tôi không nói. Thì bay theo địa hình thì rất nhiều chỗ là bị hạn chế và không phải tay cầm nào nó cũng được hỗ trợ. Đấy, nếu mà chúng ta rơi vào cái zone mà nó không được hỗ trợ bay cao hơn ấy. Đây nếu chúng ta chọn chế độ AGL thì nó sẽ như này. Gặp thấp thì nó sẽ xuống thấp, gặp cao nó sẽ lên cao, nó luôn luôn giữ cái khoảng cách so với mặt đất là 500 m khoảng cách. Thế thế thì nếu mà chúng ta mà thông thường ấy, chúng ta đang học vậy là chúng ta sẽ học ở chế độ ALT đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bay được ở AGL ấy thì chúng ta cũng vẫn nên là bay từ 350 m trở lên. Để làm gì ạ? Để là cái số lượng ảnh này nó ít đi. Đấy, và về sau khi như vậy là thì khi chúng ta về chúng ta ghép ảnh nó cũng sẽ rất là nhàn. Đấy, chỗ này là cây chúng ta cứ cho là khoảng 150 m đi, đúng không ạ? Thế thì như vậy là đảm bảo. Đấy, đây, lên này nó sẽ lên này và xuống nó sẽ xuống này. Đấy, còn trường hợp chúng ta muốn bay một trần bay trong những cái vùng zone ấy, nó không cho chúng ta bay ở chế độ AGL, chúng ta chuyển sang chế độ ALT. Thì khi bay ở ALT ấy, thì mọi người nhớ là vừa rồi chúng ta đã xác định là nó phải là 500 m rồi, đúng không ạ? Thì nó mới vượt qua được cái chỗ này, đúng không? Tức là cái chỗ cao nhất, cái chỗ này vừa rồi chúng ta xác định, đúng không ạ? Đây là cái đám này này. Vừa rồi chúng ta xác định nó là tới khoảng 420. 420 thì trần bay chúng ta là 500, 500 mà cộng với cả cái vị trí chúng ta đứng đang là 65 m nữa, đúng không ạ?
là 565 thì đã cao hơn chỗ này rồi. Đấy, tuy nhiên là như thế này, nếu chúng ta bay ở cái độ cao như thế này ấy, thì cái vùng dưới này thì chúng ta đương nhiên gấp hành được. Tuy nhiên ở cái vùng trên này ấy, do nó gần với mặt đất quá, thế nên là cái ảnh nó thu được nó rất là bé. Đấy, thế thì nếu mà chúng ta để như này, chúng ta sẽ không thể ghép ảnh được. Thì ta phải xuống cái này, ta vào mục Advanced Setting này, ta phải tăng cái này lên. Đấy, ta phải tăng lên khoảng 80 vì cái chênh cao ở dưới này, này và trên này nó quá lớn. Đúng không ạ? Ở đây là có 178, chỗ này là 109 mà chỗ này lên tới 400. Như vậy là chênh lệch phải đến 300 mét. Thế thì chỗ này chúng ta phải bay 80 thậm chí là 85. Đấy thì cái đường lưới này nó dày thì về chúng ta mới đảm bảo chúng ta mới ghép được ảnh. Đấy. À, thì thường ấy, với kinh nghiệm của tôi thì cứ 150 mét thì tôi sẽ tăng thêm 5 đến 10% tùy. Đấy, thì thường là ví dụ như chỗ này ấy, là đây cái đám này là 100 110 này, chỗ này là 176 này, thì còn chỗ này là 400, như vậy là 300. 300 thì như thế là phải 80 thậm chí là 85. Đấy, thì cái này chúng ta phải bay nhiều thì chúng ta mới thấy được cái sự khác nhau. Thì nếu mà cái chỗ này ấy, là 85, 85 cái độ khoảng cách của này là nó khoảng 20 20 cây, thì tôi nghĩ là một viên pin vẫn có thể bay đủ được hết chỗ này, vẫn bay được 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 xong chỗ này đối với cả con Mavic 3, con Mavic 3 Enterprise, còn dòng E3 thì chắc phải 2 viên pin. Đấy, viên pin đầu tiên nó sẽ hết ở chỗ này này. Đấy, còn viên pin tiếp theo thì nó sẽ bay nốt 3 cái đường còn lại thì vẫn không vấn đề gì, có 2 viên pin. Đây, chỗ này được đến 170 m, 180 hecta này thì quá ok đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái cách xác định độ cao. Thế còn trong những cái trường hợp ví dụ như các anh chị mà làm ở những cái đường bay mà nó ở dưới thấp thì chúng ta sẽ làm nào, hoặc là khu vực nó bằng đấy thì chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng phải rất là cẩn thận trong cái việc là tạo cái lưới bay làm nào đấy để cho nó không đảm bảo là chắc chắn là không được đụng núi. Đấy, đụng núi là rất rủi ro đúng không ạ? Thì tôi lấy ví dụ như là đây, các anh chị sẽ tạo một cái vùng bay nó ngay chỗ này thôi. Đấy, tôi lấy ví dụ chỗ này. Đấy, thì chỗ này thực ra là nó cũng không phải là nó bằng hẳn, nó cũng có cao nhưng mà trên cao không quá lớn đúng không ạ? Thế thì ví dụ như chỗ này tôi sẽ tiến hành, tôi đứng ở chỗ này, tôi đứng ở đây, đứng ở chỗ này độ cao đang là 45 mét này. Đấy, sang bên này thì nó cũng chỉ có 71 thôi đúng không ạ, 107 106. Đấy, thế thì riêng như cái vùng bay mà đây, ví dụ như tôi sẽ tạo cái vùng bay ở chỗ này này, nếu mà tôi chỉ cần tạo cái vùng bay để tôi kiểm tra một cái đám ở chỗ này này, cái đám chỗ này đấy, chỗ này tôi cũng để nghiêng 3D này để tôi kiểm tra độ cao này. Đấy, thì chỗ này là 200 mét này, chỗ này là 94 đúng không ạ, 94. Thế thì cái vị trí mà tôi đứng ở đây nó là 45 mét này. Đây tôi chuyển sang ALT này. Chỗ này là đấy, thế thì có cái chỗ này này. Đấy, chúng ta nhìn đây chúng ta thấy là nếu mà bay và bay vào góc này là cũng rủi ro này, đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải nâng cái trần bay này lên. Ta nâng trần bay này lên, ta sẽ tính này, cộng này. Cao nhất của chỗ này nó là 195. 195 mà trừ đi 45 chỗ này đúng không ạ? Thì cứ cho 150 đi. 150, như vậy thì chúng ta phải bay tối thiểu là 250 mét. Thậm chí nếu mà tôi thì tôi luôn luôn bay ở 350 mét trở lên đó, thì như này thì chắc chắn là không thể nào đụng núi được đúng không ạ? Còn không, nếu trong trường hợp chỗ này các anh chị có thể bay 300 mét được. Đấy, đây đảm bảo này là không đụng núi đúng không ạ? Cái thứ hai là cái lưới này nó quá thưa thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái advanced setting này, ta tăng cái này lên đấy. Và nếu mà chúng ta thấy chỗ này nó chưa phủ kín cái vùng mà chúng ta cần đấy, nó có phủ kín hay không nó liên quan đến cái việc chúng ta import cái vùng bay này vào này. Thì nếu mà nó không phủ kín ấy, thì ta hoàn toàn có thể mở rộng cái vùng, mở rộng cái lưới bay của chúng ta ra để cho nó phủ kín được cái vùng bay mà chúng ta yêu cầu. Đấy, thì sau khi nó phủ kín được rồi đấy là ok. Ngoạn, ta kiểm tra lại một lần nữa này là không thấy có đụng, không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Núi non không có đụng được gì cả. Thế như thế như này là ok. Thậm chí chúng ta có thể cho cái lưới bay nó dày lên chút nữa nhưng cũng không nên dày quá nhé. Chỗ này có khoảng hơn 30 hecta thôi mà cũng 70 cái ảnh, thời gian ghép cũng khá lâu đấy. Đấy, thì sau khi bay nhiều ấy thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm này đúng không ạ? Đấy, thì đây chẳng qua chỗ này nó bị vướng một tí chỗ này thôi, chứ còn nếu chỗ này chúng mà chúng ta kéo thấp xuống như này này. Đấy, chúng ta kéo thấp xuống đến đây nha, thì thậm chí là gì, chỗ này chúng ta có thể bay thấp hơn nữa đúng không ạ? Này, cái góc này đúng không ạ, chỗ này góc này nó cũng chỉ có 150 mét thôi đúng không ạ? Đây vừa rồi là chúng ta kéo đến mãi đây này, thế là nó mới chênh cao lên 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 như vậy đúng không ạ? Đấy, thì đấy kinh nghiệm của chúng ta là gì, sẽ dựa vào cái này để chúng ta tính
và chúng ta cứ tính độ cao và chúng ta cộng thêm khoảng 100 100 m. Đấy, chỗ nào mà nó như thế nào đó thì chúng ta cũng nên là bay từ độ cao 300 350 m trở lên. Đấy thì như vậy là đảm bảo. Đấy, và thứ hai là chúng ta lưu ý là trên cao nhiều thì phải tăng ngay lên. Đấy, cứ khoảng 100 m thì chúng ta sẽ cộng thêm 5%. Đấy, trên cao 100 m. Giữa điểm cao nhất và thấp nhất 100 m ta sẽ tăng 5%. Đấy, 200 m thì chúng ta sẽ tăng lên 10%. Đấy. Thế thì cứ như thế thì ta sẽ đảm bảo được cái độ phủ và sẽ ghép ảnh được. Và bay thì quan trọng nhất là bay nó không bị đụng vào núi. Đấy. Bay ALT. Còn nếu mà máy bay của đơn vị nào ấy mà được hỗ trợ chế độ AGL thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ AGL. Nhưng mà tôi cũng khuyên anh chị là nên bay từ 300 350 m trở lên trong mọi trường hợp, để khi mà chúng ta thiết lập mà nó có đấy, nó có cái địa hình ấy, nó có cái vấn đề thì nó cũng sẽ không bị cái việc đụng núi. Đấy. Đấy, rất là an toàn đúng không ạ? AGL thì quá ok rồi, bay so độ cao so với cả cái địa hình đúng không ạ? Ok. Thì đấy, đấy là toàn bộ những kinh nghiệm về thiết lập cái lưới bay mà để cho nó không bị ảnh hưởng bởi cái địa hình. Thì chúc mọi người có một chuyến bay an toàn.